Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trực tiếp thông báo khái quát tình hình, kết quả nổi bật của hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 3 tháng 10 năm 2022 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào các báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2023 đến 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành kết luận về kinh tế xã hội năm 2022-2023. Trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước hàng năm, gắn với việc phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Trung ương thống nhất ban hành kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, quyết nghị thông qua nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã đánh giá những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và khẳng định việc tổng kết nghị quyết và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện một số công việc quan trọng khác liên quan đến công tác cán bộ.